những biệt danh của đội tuyển Ý mà không phải ai cũng biết. Biệt danh của đội bóng là gì và nó được đặt như thế nào? Nếu bạn là người hâm mộ trung thành của các đội bóng, chắc chắn đều biết rằng mỗi đội bóng đều có những biệt danh riêng của chính mình. Biệt danh của đội bóng được đặt từ người hâm mộ và những đặc điểm riêng biệt của chính đội bóng, tạo nên một sự gần gũi quen thuộc và thân thường mỗi khi nhắc đến đội bóng ấy. Chưa được những thông tin về đội tuyển Ý, làm bóng đá thế giới luôn cuồng nhiệt và sôi động kể từ lúc nó được khai sinh đến nay. Trải qua bao năm tháng, môn thể thao này đã trở thành môn thể thao vua. Cho tới hiện tại, bóng đá đã trở nên phổ biến trên thế giới. Hầu như mỗi quốc gia đều có một đội tuyển bóng đá của riêng mình. Đội tuyển bóng đá Ý thuộc Liên bang Ý và đây cũng được gọi là đội bóng quốc gia của Ý. Đội bóng của Ý được người hâm mộ đánh giá là một trong những đội bóng có phong độ thi đấu tốt nhất thế giới. Đây cũng là đội bóng có rất nhiều thành tích xuất sắc trên đấu trường bóng đá thế giới và thường xuyên có mặt trong các giải đấu lớn. Nếu như các đội tuyển quốc gia trên thế giới có một sân vận động cụ thể để luyện tập thì đội tuyển bóng đá Ý lại khác. Đội tuyển bóng đá Ý không có một sân vận động nào cố định, họ sẽ di chuyển khắp các sân vận động trong cả nước để luyện tập. Tại thời điểm hiện tại, họ đang huấn luyện tại trụ sở của Liên đoàn bóng đá Italia đặt tại Coverciano, Firenze. Những thành tích của đội bóng bóng đá Ý. Bên cạnh việc tìm hiểu biệt danh của đội tuyển Ý, hãy xem những thành tích mà đội bóng này đã đạt được. Như đã nói ở trên, đội bóng đá Ý là một trong đội bóng rất mạnh trên thế giới và họ đã giành được 4 chiếc cúp vô địch World Cup. Lần đầu họ giành được chức vô địch World Cup là vào năm 1934. Sau khi họ từ chối tham gia giải đấu được tổ chức lần đầu vào năm 1930, thì kỳ World Cup sau đó họ đã giành chức vô địch. Tới năm 1938, một lần nữa chức vô địch World Cup lại thuộc về đội bóng Ý. Với lần vô địch này, công lao lớn nhất thuộc về huấn luyện viên Vittorio Bolo. Cầu thủ chơi hay nhất lúc đó có thể kể tới như Giuseppe Malla, Luis Mondi hay Giovanni Ferrari. Lần thứ ba đội tuyển Ý vô địch World Cup là vào năm 1982. Thời điểm tham gia giải đấu, đội bóng đá Ý đã gặp sự bất cá độ bóng đá và có liên quan tới một số cầu thủ trong đội tuyển quốc gia. Chính vì lý do đó nên đội tuyển Ý tỏ ra khá căng thẳng khi đăng ký giải đấu này. Sau khi đánh bại đội bóng Tây Đức, đội bóng Ý đã giành được chức vô địch. Lần thứ tư họ giành chức vô địch là vào năm 2006 sau khi đánh bại đội tuyển Pháp tại chung kết. Biệt danh của đội tuyển Ý là gì? Biệt danh của đội tuyển Ý là Azzurri. Biệt danh của đội bóng đá Ý dựa trên màu sắc của trang phục của họ. Trong nhiều năm, ở trận bóng đá đầu tiên họ mặc trang phục màu trắng, còn quần là của các câu lạc bộ và các cầu thủ trong đội hình tham gia. Trang phục truyền thống mang màu áo hiện đại được chọn chính thức để thi đấu từ các trận đấu của đội bóng cho tới hiện nay. Tên gọi Azzurri trong tiếng Ý có nghĩa là màu xanh dương. Nó kết hợp giữa màu xanh dương với triều đại hoàng gia đã được hình thành vào năm 1861. Cái tên Azzurri cũng là biệt danh mà nhiều người hâm mộ dùng để gọi đội bóng Ý. Biệt danh của đội tuyển Ý Azzurri cũng được hiểu là sức mạnh thiên thành, ám chỉ đội tuyển bóng đá Ý là một đội bóng mạnh và không dễ bị đánh bại.